chạy thì phải giữ nguyên tốc độ đó lại thì... Chị xuống vô bắn, chạy bắn mà đếm nhiều. Nhanh hơn một chút rồi đó, giờ cho chạy đó.
một đâu, một cho đúng phát mạnh. Hết hơi, cái 4 là số 1 á.
Mỗi ba bốn là còn có chỗ lấy hơi đó, chứ dù á đồng một và hai và ba và bốn và cái lời đến e và a nó móc đôi á, hết chỗ thở luôn, thở luôn một e và hai em rồi. Thì bây giờ là lo đọc trước đi, lấy hơi đi trời. Một hai ba bốn. Ừ, lấy luyện thanh cũng tốt mà, tốt cho phổi. Dạ. Người dịch rồi thôi, bữa nay 100 là ok rồi. Em lấy cái chuyện ghi vô cái bài đó là em ghi hồi nãy em bắt đầu bao nhiêu? Năm mươi. Ờ thì em ghi 50 gạch ngang 100, tức là em biết cái tiến trình tập của em là từ 50 đến 100, em ghi ở trên là cộng 5 nữa. Rồi hôm sau em ôn lại, em không cần phải bắt đầu từ 50, em bắt đầu ở tốc độ tầm khoảng chừng 70 cũng được, nhưng mà nếu cơ thể cảm nhận được ha. Rồi 100 là ok rồi, tạm thời qua bài, xong em qua bài 13 đi. Nếu có thời gian thì em có thể bắt đầu lại tầm khoảng 70, 80 cũng được, nên cơ thể nó nhịp chân được, đếm được nha, đếm nhịp chân được, rồi tăng lên dần. Cái này cái đó nguyên cái cuốn đó là trong quá trình đệm đó. Dạ. Rồi nó ra trên máy tính. Là nó đó. Dạ. In ra để em có cái em cầm tập để trước mắt. Dạ. Vậy là giờ về nhà vẫn